Cô chào các em, hôm nay cô cùng với các em ôn tập một số nội dung mà các em đã được học ở học kỳ 2 chương trình tiếng Anh lớp 9 hệ 10 năm. Trước tiên chúng ta sẽ ôn tập về câu điều kiện. Conditional sentences. Type 1, câu điều kiện loại 1. Real condition in the present or in the future. Câu điều kiện loại 1 diễn tả một sự thật có thể thực hiện được ở hiện tại hoặc tương lai. Mệnh đề if, mệnh đề phụ. Chúng ta chia thì hiện tại đơn simple present. Đối với động từ to be, chia am, is, are. Đối với động từ thường, chia nguyên mẫu tri ngôi thứ ba xuất động từ có s hoặc es, main clause là mệnh đề chính. Chia thị tương lai đơn simple future, modal verb will, shall, plus infinitive. Shall chúng ta chỉ dùng cho ngôi thứ nhất, riêng will dùng cho được cả ba ngôi. Chúng ta có thể chia các động từ tình thái modal verb can sau các modal verb can, should, must, etc. là động từ nguyên mẫu infinitive. Khi diễn tả một sự thật, chúng ta có thể chia hiện tại đơn simple present hoặc thức mệnh lệnh imperative form. Đối với câu điều kiện loại 1 đảo ngữ inversion, mệnh đề if không sử dụng if nữa. Modal verb should đảo ra trước chủ ngữ, sau chủ ngữ là be infinitive. Mệnh đề chính chia tương lai đơn simple future. Câu điều kiện loại 2, unreal in the present, diễn tả một điều kiện không có thật ở hiện tại. Mệnh đề if chia quá khứ đơn past simple. Đối với to be, chia were hoặc was. Real were dùng cho cả ba ngôi. Động từ thường, chia verb cột 2 hoặc verb ed. Mệnh đề chính chia tương lai trong quá khứ có các modal verb would, could, might, should, less than infinity. Đối với câu điều kiện hai đảo ngữ inversion, đối với động từ to be, were đảo ra trước chủ ngữ. Riêng đối với động từ thường, động từ were đảo ra trước chủ ngữ, sau chủ ngữ là to infinity. Mệnh đề chính chúng ta cũng chia tương lai trong quá khứ, future in the past, các modal verb would, could, might, should, less than infinitive. Tiếp theo chúng ta ôn lại mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do, adverb plus of present, mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do là mệnh đề phụ, chỉ lý do hoặc nguyên nhân được nêu trong mệnh đề chính. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do thường bắt đầu bằng because, since, as, vì, bởi vì. Because, since, as kết hợp với một mệnh đề. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính. Khi đổi từ mệnh đề sang cụm từ chỉ lý do, ta dùng phấu trước because of. Sau because of là một noun phrase or verb thêm in. Khi hai chủ ngữ giống nhau, ta có thể dùng cấu trúc verb in gerund phrase. Cụm từ chỉ lý do because of có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Example: we like her because she is kind. Đổi sang cấu trúc because of her kindness, we like her. Chúng ta ôn tiếp mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ, adverb clause of concession. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ là mệnh đề phụ chỉ sự tương phản của hai hành động. Trong câu,
Mình lựa chọn ngữ chỉ sự bộ là mệnh đề thường bắt đầu bằng các từ nối như là on the, though, even though, dù, mặc dù. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự ngữ bộ on the, though, even though kết hợp với một mệnh đề. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự ngữ bộ có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính. Khi đổi từ mệnh đề sang cụm từ chỉ sự ngữ bộ, ta dùng cấu trúc in spite of hoặc là despite. Sau in spite of hoặc despite là một now phrase or verb in. Cụm từ chỉ sự nhượng bộ in spite of, despite có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính. Example: He went to school yesterday, although he was ill. Hôm qua, anh ấy đến trường dù anh ấy bị ốm. Vì hai chủ ngữ này giống nhau, cùng chủ ngữ he, nên ta có thể dùng cấu trúc verb in. Despite being ill, he went to school yesterday. Dù bị ốm, hôm qua anh ấy đã đến trường. Tính từ ill ta có thể đổi sang danh từ illness. Despite his illness, he went to school yesterday. Dù ốm, hôm qua anh ấy đã đến trường. Tiếp theo là cấu trúc does for và to infinity theo sau tính từ. Subject let's be, let's entity, let's does clause or subject let's be, let's adjective, let's to infinitive. Cấu trúc này thường dùng để diễn tả cảm xúc, sự tự tin hoặc lo lắng. Các tính từ thường gặp như happy, light, eager, lighted, pleased, sure, certain, sorry, afraid, etc. Example: I'm happy to see you. We are sure that you will pass the exam. Cấu trúc chủ ngữ giả formal subject: it, let's be, let's entity, let's do infinity. Example: It's not easy to meet him now. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập áp dụng. Phần 1 là bài tập về âm sound. Các em chú ý theo dõi và chọn đáp án. Part 1. Find the word which has different sound in the part underlined. Tìm từ có âm khác trong phần được gạch chân. Number 1. A. Great. B. Bacon. C. Marinate. D. Slot. D có sự khác biệt về âm, đáp án D. Number 2. A. Celery. B. Pepper. C. Tender. D. Shell. A có sự khác biệt về âm. Đáp án A. Number 3. A. Spice. B. Slice. C. Sprinkle. D. Combine. C có sự khác biệt về âm. Đáp án C. Number 4. A. Garnish. B.
Spicy. C. Give. D. Real. D. Có sự khác biệt về âm. Đáp án D. Number 5. A. Spread. B. Steam. C. Brand. D. Head. D. Có sự khác biệt về âm. Đáp án D. Bài tập tiếp theo là bài tập về nhấn trọng âm. Dress level. Bát chữ. Choose the word which has different dress pattern from the others. Chọn từ có nhấn trọng âm khác với các từ còn lại. 1. A. Addition. B. Nutritious. C. Salami. D. Decorate. D. Có sự khác biệt về nhấn trọng âm. A, B, C. Trọng âm được nhấn trên phần thứ hai. D. Trọng âm được nhấn trên phần thứ nhất. Đáp án D. 2. A. Famous. B. Starter. C. Advice. D. Sunny. C. Có sự khác biệt về nhấn trọng âm. Đáp án C. 3. A. Garlic. B. Gravy. C. Salad. D. Shallot. D. Có sự khác biệt về nhấn trọng âm. Đáp án D. 4. A. Delicious. B. Typical. C. Prepare. D. Important. B. Có sự khác biệt về nhấn trọng âm. Đáp án B. 5. A. Design. B. Finish. C. Stable. D. Simmer. A. Có sự khác biệt về nhấn trọng âm. Đáp án A. Bài tập thứ 3. Part 3. Choose the best answers. Number 1. If we want, we would must. A. Learn. Would get. B. Learn. Will get. C. Learn. Will get. D. Learn. Can get. A. Mệnh đề if chia hiện tại, mệnh đề chính chia tương lai trong quá khứ, không đúng. B. Mệnh đề if hiện tại, mệnh đề chính tương lai đơn, thích hợp. C. Quá khứ đơn, tương lai đơn, không đúng. D. Quá khứ đơn, modal verb can, không đúng. Vậy chúng ta chọn đáp án B. If we learn hard, we will get good marks. Nếu chúng ta học hành chăm chỉ hơn, chúng ta sẽ đạt điểm tốt. Number 2. If you don't know how to spell the word, you look it up in the dictionary. A. Have. B. Will. C. Should. D. Ought. Chúng ta để ý mệnh đề chính trong câu điều khiển. A. Have không thích hợp, chưa đúng ngữ pháp. D. Ought phải là ought to, nên loại A and D. B. C.
Đúng về ngữ pháp, nhưng trong trường hợp này thì đáp án C thích hợp về ngữ nghĩa hơn. Good. Nếu bạn không biết cách đánh vần một từ, bạn nên tra từ đó trong từ điển. Number 3. You work harder, you will be set. A. Whether. Cho dù, có hay không. Whether thường dùng trước một mệnh đề hoặc là một động từ to infinity và thường nó đứng ở vị trí mệnh đề thứ hai. B. If, nếu. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ bị sa thải, không đúng. C. However, tuy vậy tuy nhiên. Chỉ sự tương phản. Sao however có dấu phẩy? D. Unless, trừ khi, nếu không. Nên đáp án D đúng. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ hơn, bạn sẽ bị sa thải đấy. Hay là trừ khi bạn làm việc chăm chỉ hơn, nếu không bạn sẽ bị sa thải đấy. Number 4. We should do something to retest water running velocity. We will have nothing to rain in the future. A. Weather. Cho dù có hay không. B. Or. Hay là nếu không. C. Unless. Trừ khi, nếu không. D. If, nếu. Chúng ta nhận thấy mệnh đề khi dùng unless và if thì sẽ không dùng will, nên loại C and D. Whether không thích hợp về ngữ nghĩa trong bài, nên đáp án B, or, nếu không. Chúng ta nên làm điều gì đó để bảo vệ nước khỏi bị ô nhiễm, nếu không chúng ta sẽ không có gì để uống trong tương lai. Number 5. Have enough apples. She'll make an apple pie this afternoon. Có đủ táo, chiều nay cô ấy sẽ làm một cái bánh táo. Should she? B. If she. If she chúng ta thấy trong trường hợp này have không thích hợp với chủ nghĩa, chủ ngữ ngôi thứ ba sớt. C. If she will, mà này if sẽ không dùng will. D. Unless she, không đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. Nên đáp án A. Should, các em để ý đây là câu điều kiện loại một đảo ngữ. Modal verb should đảo ra trước chủ ngữ, sau chủ ngữ là động từ nguyên mẫu. Nếu cô ấy có đủ táo, chiều nay cô ấy sẽ làm một cái bánh táo. Number 6, I think you should stop smoking. A. If I am you, I will stop smoking. B. If I were you, I would stop smoking. C. If I were you, I would stop smoking. D. If I had been you, I would stop smoking. Tôi nghĩ bạn nên ngưng hút thuốc đi. A. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ngưng hút thuốc. Trong đây đưa về điều kiện loại 2, nhưng chia mình để ít chia hiện tại và mình để chính chia tương lai đơn. Không đúng. B. Mình để ít chia quá khứ giả định, nhưng mình để chính chia tương lai đơn. Không đúng. C. Mình để ít chia quá khứ giả định, mình để chính chia tương lai trong quá khứ. Đúng. D. Mình để ít chia quá khứ hoàn thành, past perfect, nhưng mình để chính chia tương lai trong quá khứ. Không đúng. Vậy đáp án đúng là C. If I were you, I would stop smoking. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ngưng hút thuốc. Number 7. Turn the heat down and let it for 30 minutes. Hãy bật lửa nhỏ và để nó trong 30 phút. A. Stir fry. Xào. B. Simmer. Om hay là ninh nhỏ lửa. C. Thiêu bực.
Cuối lập phương. Đi. Steam. Hát. Chúng ta thấy vặn lửa nhỏ và để trong 30 phút. Và sau led là động từ nguyên mẫu như si là một danh từ khối lập phương trong đáp án này loại ra không thích hợp. Và dựa vào cụm từ để trong 30 phút thì đáp án đúng là B. Ninh hay là om trong 30 phút. Number 8. She saw it. She bit me a flowers. Cô ấy thật là tử tế. Cô ấy đã chọn cho tôi hoa. Các em chú ý. A flowers. A. Loaf. Ổ. B. Binge. Nhúm. C. Bunch. Bó. D. Handful. Nắm đầy. Vậy dựa vào cụm từ of flowers, hoa, thì đã bật tích hợp là C, một bó hoa. Number 9. You are on a diet, so you should eat beef or chickens. Bạn đang ăn kiêng, vì thế bạn nên ăn thịt bò hay là thịt gà. A. Lean, nạc không có mỡ. B. Fat, mập. C. Flavored, có gia vị. D. Fried, chiên, rán. Và dựa vào cụm từ đang ăn kiêng, nên ăn, khuyên nên ăn thịt bò hay là thịt gà, nạc. Về đáp án đúng A. Number 10. S are easy to cook and are extremely good. You can make many dishes from them. Trứng rất là dễ nấu và là một thực phẩm cực kỳ. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn từ trứng. Vì các em chú ý cụm từ danh từ food, thực phẩm là một danh từ, trước danh từ là một tính từ trong đáp án. C. Chưa đúng, đó là danh từ món khai vị nên loại C. A. Spicy, cay, là một món ăn dễ, rất là dễ nấu và là một thực phẩm cực kỳ, có thể chế biến nhiều món ăn. Cay thì không thích hợp. B. Main, không phải là món ăn chính. Vậy đáp án đúng là D. Versatile, đa dụng, đa năng. Trứng dễ nấu và là một thực phẩm cực kỳ linh hoạt, bạn có thể chế biến nhiều món ăn từ trứng. À, đây là dạng bài tập nhận biết lỗi, một lỗi trong mỗi câu và sửa lỗi đó. Bass 4, find the mistakes in each sentence and correct it. Number 1, we have eat nutritious things to stay healthy. Chúng ta ăn những thứ bổ dưỡng để giữ sức khỏe. Các em để ý thấy eat động từ nguyên mẫu thì phải thích hợp với, trước nó phải là modal verb, mà have thiếu mất to nên đáp án A chưa đúng. Ta có thể đổi modal verb, đổi have thành have to, hoặc have thành must, hoặc dùng modal verb khác để thay thế cho ý nghĩa nhẹ nhàng hơn, thay bằng modal verb ought to hoặc là should.
À, chúng ta phải ăn những thứ bổ dưỡng để giữ sức khỏe hay là chúng ta nên ăn những thứ bổ dưỡng để giữ sức khỏe? Number two, when you have finished preparing the vegetables, just them with your hands. Khi bạn chuẩn bị xong rau, dùng tay cắt chúng hay chặt chúng. À, các em để ý thấy dùng tay, rau mà dùng tay thì ta có thể thay đáp án C. Chưa đúng. Thay chóp bằng mít. À, khi bạn chuẩn bị xong rau thì hãy dùng tay trộn chúng. Number 3. After 10 minutes, boil spaghetti until there is no water left. Sau 10 phút, luộc mì cho đến khi không còn nước. Chúng ta thấy mì và không còn nước thì đáp án đi. Chưa đúng. Nên hồi ta có thể thay thế, ta phải thay thế bằng rand. Làm ráo nước. Sau 10 phút để ráo mì cho đến khi không còn nước. Number 4. What shall happen if we cook it too long? Chúng ta thấy đây là câu điều kiện loại 1. Mệnh đề chính chi tương lai đơn nhân. What là ngôi thứ ba không thích hợp với modal verb self nên đáp án 8. Chưa đúng. Ta thay modal verb self bằng will. What will happen if we cook it too long? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nấu thịt bò quá lâu? Number 5. You must improve your cooking skills if you attend this cooking class. Bạn phải cải thiện kỹ năng nấu ăn của mình nếu bạn tham gia lớp học nấu ăn này. Các em để ý thấy nếu bạn tham gia lớp học nấu ăn này thì kỹ năng nấu ăn của bạn sẽ được cải thiện hơn chứ không phải là must phải. Nên đáp án A chưa đúng. Ta thay must này bằng modal verb can. Bạn có thể cải thiện kỹ năng nấu ăn nếu bạn tham gia lớp học nấu ăn này. Chúng ta đi qua phần bài tập đọc hiểu. Part 5. Read the passage and choose a suitable word in the box for each blank. There are two extra words. Write in capital letter if necessary. Hãy đọc đoạn văn, chọn từ thích hợp trong hợp cho mỗi chỗ trống. Có hai từ thêm. Viết hoa nếu cần thiết. Yield. Lost because of apples, since, scented, diet, enough, do, much, becoming, nearly. Giờ các em chú ý các chỗ trống và tìm từ thích hợp. Các em chú ý chỗ trống thứ nhất. So many là danh từ số nhiều. Vì có ba danh từ trong hợp adverb, scientist và diet. Vậy danh từ thích hợp là danh từ adverb. Hay cấu trúc thứ hai, to be, vì trước to be là you. Chỉ thói quen hay là hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ.
Many health experts believe that children and young people today are more unhealthy than they used to be. So why has this happened? Nhiều chuyên gia y tế tin rằng trẻ em và giới trẻ ngày nay không khỏe mạnh hơn trước đây. Vậy tại sao điều này đã xảy ra? One reason is bad eating habits. Một lý do là thói quen ăn uống chưa tốt. Các em chú ý chỗ trống thứ ba. Sau of có lost và much. Và chú ý danh từ people, danh từ số nhiều. Và lots of đi với danh từ không đếm được hoặc đếm được. Còn much chỉ đi với danh từ không đếm được. Lots. Nhiều người trẻ không có chế độ ăn uống lành mạnh. Họ ăn quá nhiều đồ ăn nhanh như là hamburger và pizza nhưng không ăn trái cây và rau quả. Danh từ gì trước danh từ? Có cấu trúc enough đứng trước danh từ. Thì chỗ trống thứ tư chúng ta điền là enough. Và sao they were very young là một mệnh đề? Là một mệnh đề thì cấu trúc ta dùng ở đây là sing. In the US, many children have been eating fast food regularly since they were very young. Ở Mỹ, nhiều trẻ em đã ăn đồ ăn nhanh thường xuyên từ khi còn rất nhỏ. Trên thực tế, gần 1/3 trẻ em Mỹ từ 4 đến 19 tuổi ăn đồ ăn nhanh. Các em thấy chỗ trong thứ 6, all the time, vậy từ tích hợp là nearly, gần như mọi lúc. Don't, sao đông là động từ nguyên mẫu mà exercise ở đây động từ do. Và every time danh từ không đếm được much. Họ cũng không tập thể dục và dành quá nhiều thời gian rảnh để xem TV, lướt internet hoặc là chơi game vi tính. So how can you change your habits if you have been following unhealthy lifestyle for a long time? Vậy làm thế nào bạn có thể thay đổi thói quen của mình nếu bạn đang theo một lối sống lành mạnh trong một thời gian dài? Trước tiên, hãy thay đổi sao tính từ sở hữu do là một danh từ. Ở đây có danh từ diet. Hãy thay đổi chế độ ăn uống của mình và ăn nhiều trái cây và rau quả hơn. Next, find an activity you enjoy. Tiếp theo, bạn hãy tìm một hoạt động mà bạn yêu thích. Tại sao không thử tìm cái gì đó khác như là leo núi, lướt sóng hoặc đi bộ đường dài? Why not try something like rock climbing, surfing or hiking? Many young people have found that fit and healthy can be a lot of fun. Giờ còn challenge, becoming, thập cho chỗ trống cuối cùng. Becoming. Nhiều người trẻ nhận thấy rằng trở nên vừa vặn và khỏe mạnh có thể là những niềm vui. Cô dịch lại đoạn này. Một cuộc sống khỏe mạnh ư? Nhiều chuyên gia y tế tin rằng trẻ em và giới trẻ ngày nay không khỏe mạnh hơn trước đây.
Vậy tại sao điều này đã xảy ra? Một lý do là thói quen ăn uống chưa tốt. Nhiều người trẻ không có chế độ ăn uống lành mạnh, họ ăn quá nhiều đồ ăn nhanh như là hamburger và pizza nhưng không ăn đủ trái cây và rau quả. Ở Mỹ, nhiều trẻ em đã ăn đồ ăn nhanh thường xuyên từ khi còn rất nhỏ. Trên thực tế, gần 1/3 trẻ em Mỹ từ 4 đến 19 tuổi đã ăn đồ ăn nhanh gần như mọi lúc. Họ cũng không tập thể dục và dành quá nhiều thời gian rảnh để xem TV, lướt Internet hoặc chơi game vi tính. Vậy làm thế nào bạn có thể thay đổi thói quen của mình nếu bạn đang theo một lối sống lành mạnh trong một thời gian dài? Trước hết, bạn hay thay đổi chế độ ăn của mình và ăn nhiều trái cây và rau quả hơn. Tiếp theo, hãy tìm một hoạt động mà bạn yêu thích. Tại sao không thử cái gì đó khác như là leo núi, lướt sóng hoặc đi bộ đường dài? Nhiều người trẻ nhận thấy rằng trở nên vừa vặn và khỏe mạnh có thể là những niềm vui. Chúng ta đi qua phần bài tập biến đổi câu. Basic. Finish the second sentence with the word given. Hoàn thành câu thứ hai với từ được cho sẵn. Number one, he couldn't meet you because of being busy. Cậu ấy không thể gặp bạn được bởi vì bận. Chúng ta để thấy có chú trúc because of. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do nguyên nhân. Từ cụm từ chỉ lý do nguyên nhân because of đổi sang because. Sao because of là một noun phrase hoặc verb thêm in. Nhưng because sau là một mệnh đề. Chúng ta thấy cấu trúc be in, verb in có nghĩa là hai mệnh đề trong because là cùng chủ ngữ trong đề bài chủ ngữ he. Thì ở đây là chủ ngữ he, chú ý hòa hợp thì. Because he was busy, he couldn't meet you. Bởi vì cậu ấy bận, cậu ấy không thể gặp bạn được. Number two, she went to bed early because she was sick. Cô ấy đi ngủ sớm bởi vì cô ấy bị ốm. Từ mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do because đổi sang because of. Chúng ta để ý thấy hai chủ ngữ giống nhau she nên ta đưa về dạng verb in was. Ta đưa về dạng verb in của was là be in. Because of being sick, she went to bed early. Vì bị ốm, cô ấy đi ngủ sớm. Chúng ta thấy tính từ sick có thể đổi sang danh từ sickness. Nên câu này có một cách chuyển đổi nữa là danh từ, dùng danh từ. Because of her sickness, she went to bed early. Vì ốm, cô ấy đi ngủ sớm. Number three, the boy can't play basketball because of his height. Cậu bé không thể chơi bóng rổ được bởi vì chiều cao. Có nghĩa là cậu ấy thấp hoặc là cậu ấy không cao. Nên cậu bé không thể chơi bóng rổ được. Từ cụm từ chỉ lý do because of ta đổi sang mệnh đề chỉ lý do dùng as. Sao as là một mệnh đề. Nên height, danh từ này ta chuyển đổi sang tính từ. As the boy is short, he can't play basketball. Vì cậu bé thấp, cậu không thể chơi bóng rổ được. Cậu bé thấp có nghĩa là cậu bé không được cao. Ta có thể chuyển đổi sang is short thành isn't tall. As the boy isn't tall, he can't play basketball. Vì cậu bé không cao, cậu ấy không thể chơi bóng rổ được.
Câu này cũng có hai cách chuyển đổi. Number four, two cars can't pass each other because of the narrow road. Hai ô tô không thể vượt qua nhau được bởi vì đường hẹp. Cấu trúc because of, mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do. Đổi sang câu điều kiện dùng if, mệnh đề if là mệnh đề phụ cùng mệnh đề với because of. Nên sau if là một mệnh đề chia hiện tại đơn. If the road is narrow, two cars can't pass each other. Mệnh đề chính chia modal verb. Nếu con đường đó hẹp, hai ô tô không thể vượt qua nhau được. Number 5. Tom will pass the examination since he studied well. Tom sẽ vượt qua được kỳ thi đó vì cậu ấy học giỏi. Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do since. Đổi sang câu điều kiện loại 1. If chia thì hiện tại đơn, mệnh đề chính chia tương lai. If Tom study well, he will pass the examination. Nếu Tom học giỏi, cậu ấy sẽ thi đậu. Hoặc ta có thể thay thì tương lai bằng modal verb can. If Tom study well, he can pass the examination. Câu này có hai cách chuyển đổi. Nếu Tom học giỏi, cậu ấy sẽ thi đậu hay là có thể thi đậu, có khả năng thi đậu. Number 6. He took a lot of photos even though the sky was dark. Chúng ta chú ý có mệnh đề chỉ sự nhượng bộ. Even though. Từ even though đổi sang in spite of. Sau even though là một mệnh đề, nhưng in spite of là một noun phrase hoặc verb thêm in. Mà trong trường hợp này hai chủ ngữ khác nhau nên không thể dùng verb in đưa về dạng noun phrase. Chủ ngữ là một danh từ, the sky. Tính từ dark ta đưa trước danh từ sky, in spite of the dark skies. Giữ nguyên mệnh đề chính, he took a lot of photos. Anh ấy đã chụp nhiều ảnh dù bầu trời tối. Dù bầu trời tối, anh ấy đã chụp rất nhiều ảnh. Number 7. Despite not having enough money, we decided to hold the party. Dù không có đủ tiền, chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc. Từ cấu trúc despite đổi sang though. Trong bài, despite là một verb in, not having. Có nghĩa là hai chủ ngữ giống nhau. Đây chủ ngữ trong câu là we. Thì ta đưa cấu trúc verb in having về thì của động từ decided. Though we didn't have enough money, we decided to hold the party. Giữ nguyên mệnh đề chính. Dù chúng tôi không có đủ tiền, chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc. Number 8. I was very delighted that I passed the final exam. Tôi đã rất vui vì tôi đã vượt qua được kỳ thi cuối. Chú ý sau tính từ là that law. Giờ từ tính từ không dùng that law mà ta dùng to infinitive. Vì hai chủ ngữ giống nhau. I was very delighted to pass the final exam. Tôi đã rất vui khi vượt qua được kỳ thi cuối. Number 9. She is very pleased to see her grandparents soon. Cô ấy rất mừng được gặp ông bà của cô ấy sớm.
Sau tính từ please là một to infinity, giờ ta đổi ra phrasal verb. Look, đây là look forward to, trông mong đợi. Sao tính từ play là to infinity nhưng sao look forward to là một verb in? Cấu trúc. She looking forward to seeing her grandparents soon. Cô ấy mong được gặp ông bà của cô ấy sớm. Number 10. Traveling around the city in a day is impossible. Đi du lịch vòng quanh thành phố trong một ngày thì không thể. Chúng ta thấy cấu trúc chủ ngữ giả is, let's be, let it, let to infinity. By children, verb in, it, tính, let, is, let, impossible, to infinity. It is impossible to travel around the city in a day. Không thể đi du lịch vòng quanh thành phố trong một ngày được. Bài ôn tập của chúng ta đến đây đã hết rồi. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Cô chúc các em ôn tập tốt. Thân ái chào tạm biệt các em.